Sáng nay 29 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dự lễ khánh thành dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên. Kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu nếu để vi phạm quy định thẻ vàng IUU. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi chủ trì hội nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Trong thông báo vừa phát đi, Ngân hàng Nhà nước cho biết từ đầu năm 2024 đã giao toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng ở mức khoảng 15% đề ra tại chỉ thị số 01. Đề nghị đánh thuế VAT với hàng nhập khẩu có giá trị nhỏ. Nội dung này vừa được nêu tại báo cáo một số vấn đề lớn trong giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi của Ủy ban Tài chính Ngân sách, phục vụ phiên thảo luận của Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công bố dịch sởi trên địa bàn, các chuyên gia khuyến cáo việc công bố dịch sởi giúp thành phố Hồ Chí Minh thuận lợi hơn trong công tác phòng chống dịch vì sẽ huy động được mọi nguồn lực tham gia. Trung Quốc đã kêu gọi sự chấp thuận quốc tế rộng rãi hơn cho đề xuất hòa bình của mình nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Thẩm phán Pháp đã đưa ông chủ Telegram Pavel Durov vào diện điều tra chính thức vào ngày 28 tháng 8 trong cuộc điều tra tội phạm có tổ chức trên ứng dụng nhắn tin. Bây giờ là 18 giờ. Mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật tin tức có ngay sau đây. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối bao gồm các đoạn từ Quảng Trạch, Quỳnh Lưu, Thanh Hóa, nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 đến Phố Nối là một trong những dự án được triển khai đầu tiên theo quy hoạch điện 8. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 500, theo kế hoạch, dự án dự kiến được đưa vào vận hành trong giai đoạn 2025-2026. Tuy nhiên, trước tình hình thiếu điện tại miền Bắc vào cao điểm mùa khô tháng 5 và tháng 6 năm 2023, Thủ tướng đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để dự án kịp thời vận hành, đảm bảo cung ứng điện cho mùa khô 2024. Chỉ trong vòng 4 tháng từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia EVN-NBT cùng các bộ ngành và 9 địa phương có đường dây đi qua đã hoàn tất thủ tục cho 4 dự án thành phần. Đến cuối tháng 10 năm 2023, dự án đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 Phố Nối, dự án khởi công sớm nhất đã hoàn thành vào ngày 30 tháng 6 năm 2024. Các dự án còn lại được khởi công đồng loạt vào ngày 18 tháng 1 năm 2024 và đã lần lượt hoàn thành từ tháng 6 đến ngày 25 tháng 8, chính thức đóng điện toàn bộ vào ngày 27 tháng 8 vừa qua. Sau gần một năm từ đợt thanh tra lần thứ tư của Ủy ban châu Âu EC vào tháng 10 năm 2023 và 7 năm triển khai các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC, Việt Nam đạt được nhiều kết quả được EC ghi nhận. Nhiều nội dung EC chỉ ra và yêu cầu đã được khắc phục. Tuy nhiên, tới nay vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế, công việc chậm hoàn thành liên quan tới quản lý đội tàu, thực thi pháp luật, kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá VMS, tình trạng vi phạm khai thác bất hợp pháp. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, cơ quan địa phương nếu không thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về chống khai thác IUU, thiếu quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành, chưa quan tâm đúng mức, thiếu kiểm tra, thanh tra, giám sát. Đến ngày 26 tháng 8, tín dụng toàn hệ thống tăng 6,63% so với cuối năm 2023, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu định hướng đầu năm. Đáng chú ý, mức tăng trưởng tín dụng của các tổ chức tín dụng không đồng đều. Có các tổ chức tín dụng tăng trưởng thấp, thậm chí tăng trưởng âm, trong khi một số tổ chức tín dụng tăng sát chỉ tiêu Ngân hàng Nhà nước đã thông báo. Do đó, để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về điều hành tăng trưởng tín dụng linh hoạt, hiệu quả, kịp thời, đáp ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế và kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, Ngân hàng Nhà nước chủ động điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng, đồng thời tiếp tục triển khai chủ trương của Quốc hội, Chính phủ về dỡ bỏ dần biện pháp giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản gửi các tổ chức tín dụng thông báo mức tăng trưởng tín dụng tăng thêm cho các tổ chức tín dụng theo nguyên tắc cụ thể, đảm bảo công khai, minh bạch.
Theo đó, kể từ ngày 28 tháng 8, tổ chức tín dụng có tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2024 đạt từ 80% chỉ tiêu Ngân hàng Nhà nước đã thông báo đầu năm sẽ được chủ động điều chỉnh tăng thêm dư nợ tín dụng dựa trên cơ sở điểm xếp hạng của tổ chức tín dụng. Việc bổ sung hạn mức này là sự chủ động của Ngân hàng Nhà nước mà các tổ chức tín dụng không cần phải đề nghị. Trước đó, quyết định số 78 của Thủ tướng cho phép hàng hóa nhập khẩu có giá trị nhỏ dưới 1 triệu đồng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế nhập khẩu và thuế VAT ở khâu nhập khẩu. Theo các đại biểu chuyên trách, điều này đã ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác thu thuế VAT, đặc biệt là đối với giao dịch mua bán các hàng hóa này thông qua nền tảng số và sàn giao dịch thương mại điện tử. Trên thực tế, hàng ngày đang có khoảng 4 đến 5 triệu đơn hàng giá trị nhỏ được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam qua các sàn thương mại điện tử. Hàng ngày trung bình có từ 45 đến 63 triệu đô la Mỹ hàng giá trị nhỏ đã không được thu thuế nhập khẩu và thuế VAT. Hiện luật thuế VAT đang quy định cụ thể mức doanh thu không chịu thuế là 100 triệu đồng một năm. Mức doanh thu 100 triệu đồng một năm nếu tính theo tỷ lệ tăng GDP và CPI bình quân từ năm 2013 đến nay sẽ là 285 triệu đồng. Theo số liệu tính toán của Bộ Tài chính, nếu xây dựng mức doanh thu không chịu thuế là 200 triệu đồng một năm, thì số lượng hộ cá nhân kinh doanh thuộc diện nộp thuế sẽ giảm 620.653 hộ. Số thu ngân sách nhà nước sẽ giảm khoảng 2.630 tỷ đồng. Nếu mức doanh thu không chịu thuế là 300 triệu đồng một năm, thì số lượng hộ cá nhân kinh doanh thuộc diện nộp thuế sẽ giảm 734.735 hộ. Số thu ngân sách sẽ giảm khoảng 6.383 tỷ đồng. Phó giáo sư tiến sĩ Tăng Chí Thượng, giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Sở đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), các trung tâm y tế quận huyện, thành phố Thủ Đức khẩn trương triển khai các hoạt động tăng cường miễn dịch cộng đồng, tổ chức chiến dịch tiêm vaccine sởi bằng vaccine phối hợp sởi rubella (MR) cho trẻ 1 đến 5 tuổi không kể tiền sử tiêm chủng. Các cơ sở khám chữa bệnh chủ động phát hiện sớm các trường hợp sốt phát ban nghi sởi, lấy mẫu gửi HCDC và báo cáo lên hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế trong vòng 24 giờ theo quy định. Khi phát hiện trẻ sốt và phát ban, cần đưa trẻ đi khám tại cơ sở y tế, đồng thời tiến hành điều tra dịch tễ. Đối với người bệnh, thực hiện cách ly y tế tại nhà hoặc tại cơ sở y tế. Theo HCDC, trong tuần qua, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 85 ca sốt phát ban nghi sởi sống tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 20 ca dương tính. Tổng số ca sốt phát ban nghi sởi tích lũy từ đầu năm đến nay là 525 ca. Mặc dù thành phố Hồ Chí Minh công bố dịch sởi, nhưng người dân đến du lịch hay đến công tác không cần phải lo lắng, hoang mang nếu như đã chích ngừa đủ 2 mũi sởi trước đó. Trung Quốc khởi động lại kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Lời kêu gọi này đến sau khi Trung Quốc thực hiện một loạt nỗ lực ngoại giao để giành được sự ủng hộ từ các quốc gia thuộc khối Nam toàn cầu như Indonesia, Brazil và Nam Phi. Theo Li Hui, đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu, ba quốc gia này giữ vai trò quan trọng vì họ duy trì liên lạc với tất cả các bên liên quan trong xung đột. Trước đó, Trung Quốc công bố kế hoạch hòa bình của mình, bao gồm 12 điểm chính nhằm đạt được giải pháp chính trị cho cuộc xung đột, kêu gọi ngừng bắn, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Đề xuất cũng nhấn mạnh việc chấm dứt tâm lý chiến tranh lạnh, ám chỉ sự bá quyền của Mỹ. Trung Quốc còn kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Nga, thiết lập các hành lang nhân đạo và đảm bảo xuất khẩu ngũ cốc không bị gián đoạn. Điều quan trọng đối với Trung Quốc vì nước này phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Công tố viên Paris Laura Bacow cho biết trong một tuyên bố rằng thẩm phán thấy có căn cứ để chính thức điều tra Durov về tất cả các cáo buộc khiến anh bị bắt lần đầu cách đây 4 ngày. Những cáo buộc bao gồm nghi ngờ đồng lõa trong việc điều hành một nền tảng trực tuyến cho phép giao dịch bất hợp pháp, hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em, buôn bán ma túy và gian lận, cũng như từ chối cung cấp thông tin cho chính quyền và cung cấp dịch vụ mật mã cho tội phạm. Việc bị đưa vào diện điều tra chính thức tại Pháp không có nghĩa là có tội hoặc nhất thiết phải dẫn đến xét xử, nhưng cho thấy các thẩm phán có đủ bằng chứng để tiến hành điều tra. Các cuộc điều tra có thể kéo dài nhiều năm trước khi được đưa ra xét xử hoặc bị gác lại. Việc giam giữ Durov đã làm dấy lên cuộc tranh luận về quyền tự do ngôn luận kết thúc ở đâu và việc thực thi luật pháp bắt đầu từ đâu.